ngày cuối năm thì nhóm có tổ chức liên hoan, thì trước là để cho mọi người quây quần với nhau, thứ hai nữa là tôi thì cũng tôi cũng thay mặt cho nhóm và thay mặt cho cán bộ cảm ơn mọi người đã rất là gắn bó với nhóm và đã trong thời gian vừa rồi đã hoàn thành rất là nhiều công việc, rất cảm ơn mọi người. Mình là Cao Thị Kim Giang, mình đang làm thành viên của nhóm Vòng Tay Bè Bạn. Cái công việc của mình ấy là hỗ trợ cho anh chị em tiêm chích ma túy ở địa bàn Hải Phòng. Ví dụ anh em mà có dương tính với HIV thì mình cũng hỗ trợ và tư vấn cho anh em vào điều trị ARV. Và những anh em nào mà muốn chuyển đổi sang methadone ấy, thì mình hỗ trợ. Giang là một người rất nhiệt tình với lại cộng đồng. Thực ra là những cái mà bọn chị đã trải qua rồi thì cái đấy cũng là một cái bọn chị hỗ trợ lại người khác để cho họ ấy không bị tổn thương giống như mình ngày xưa. Chồng chị cũng là người sử dụng ma túy thì năm 1999. Thế ông bảo là nhiễm sida rồi. Thì ngày đấy thì cũng chỉ nói cái câu đấy thôi. Thế là cuối cùng mình bảo sida là cái gì mình cũng còn chẳng biết nó là gì cả. Thì lúc ấy sợ lắm. Nếu như mà bị như thế thì chắc xác định là chết. Chết sớm lắm, chết nhanh lắm. Ở lúc đấy con mình, lúc ấy con mới bao nhiêu? 5 tuổi. Thế xong đến lúc đi vào, thế cô nói bảo là cháu bị nhiễm rồi. Thế là thôi, thế là cái lúc đấy là chỉ có ngồi khóc ấy. Chả biết là cô ấy nói cái gì cả. Lúc đấy là chị gần như là cực các cái hội thảo nào hoặc là các cái vấn đề nói về HIV là chị tham gia hết. Để mình kiểu như là một là mình đi đến đấy mình xem ra mà mọi người như thế nào, xem là có khác gì mình không. Cái thứ hai là mình xem là mình để kiểu như là mình học hỏi để xem kiến thức của mình về để chị dự phòng cho con chị, để cho con chị làm sao nó không bị. Khó khăn nhất là những cái năm 2002, 2003 thì lúc đấy sự kỳ thị rất nhiều mà lương thì thấp thôi. Thời gian đó bọn chị chỉ có 50.000 một tháng, xong lên đến 250.000, nhưng mà bọn chị vẫn nhiệt tình như tham gia cho đến bây giờ chứ. Khi mà tham gia vào cái chương trình HIV thì chị vẫn phải làm những việc khác. Chị đi phụ xây cũng có, là chị đi rửa bát cũng có, là chị đi làm xe ôm cũng có. Thời gian đấy Giang đen và gầy lắm, tối thì về đi chăm sóc tại phường mình, nhưng còn ban ngày thì đi làm xây dựng. Mà để cho đến bây giờ mình đấy làm cái động lực ấy, thì thực sự là mình nhớ về cái anh trưởng nhóm cũ. Mà để đến lúc anh ấy sắp chết ấy, mà nhìn thấy anh ấy vật vã trong cơn đau ấy, ai cũng cầu mong là anh ấy có thêm thời gian nữa. Anh ấy cũng chỉ bảo là thôi, nếu như tao có vấn đề gì thì mấy anh em chúng mày xem là làm sao mà để cho cái nhóm này nó phát triển, kiểu thu hút được anh em vào mà kiểu tham gia vào được càng nhiều càng tốt, để cho họ có một cái sân chơi, rồi họ có một cái mái nhà. Những kỷ niệm nhớ nhất là đi Sài Gòn, anh lúc đấy là anh không hợp với khí hậu, anh mệt, chị cứ động viên anh bảo là cố lên, sức khỏe phải ăn nhiều vào, thổ nhưỡng không hợp mà. Nói chung là cái nhóm đấy, cái nhóm của anh thì nói chung là một người như tất cả như một người mà. Trước ấy thì gần như là mọi người rất là sợ, sợ chịu trách nhiệm này, sợ về khi mà vào đấy thì mang tai mang tiếng vào cái điểm nóng ấy. Nhưng mà bây giờ thì khi mà mọi người biết được là khi cứ có một cái trường hợp nào mà bị sốc ấy, mà mình đến ấy, xong họ dọn đường cho, ví dụ họ đang bâu rất là đông ấy. Bây giờ là không phải chỉ có ở Hải Phòng mới biết là nhóm Vòng Tay Bè Bạn là đội chuyên cứu sốc. Mà khi đã có đội này đến rồi thì cái người đấy, cái tỷ lệ tử vong là gần như là không có. Với cả mà khi mà chị đi làm ấy, thì cái số lượng làm cùng với mình nó cũng tăng lên. Thế là thành ra đấy là cũng là một trong những cái mà động lực. Và khi đến, mình đến chăm sóc, mình đến hỗ trợ cho từng gia đình một hoặc là từng một người một ấy, kể cả người có hát cũng như là người sử dụng ma túy ấy, thì là mình cảm thấy là mọi người thay đổi được. Đấy là một trong những cái động lực của mình, thì mình vẫn phấn đấu thôi. Thank you.
không biết nói làm sao để mà diễn tả được cái cảm xúc là mình hiện tại nó đang như thế nào. Nhưng mà thực sự ra là mình đang cảm thấy là mình sống được đến bây giờ là mình cảm thấy là đã là cái sự may mắn của mình. Bởi vì mình biết là cái sức khỏe của mình cũng không đảm bảo, thì là những cái công việc ấy mình chỉ làm những cái công việc chính thôi. Bởi vì đến bây giờ mình ấy là đi lại nó cũng hạn chế. Rất là sung sướng khi mọi người luôn luôn ở bên cạnh mình và hỗ trợ cho mình. Mình cũng nói với mọi người ấy, thì mình sẽ làm đến lúc nào mình không thể làm được nữa thì mình mới rời bỏ. Còn mọi người sẽ cố gắng làm những cái gì mà mọi người đang làm. Mình cũng rất là cảm ơn mọi người đã tin tưởng mình. Cảm thấy rất là hạnh phúc.